40 năm đi qua, từ một cơ sở ban đầu tạm bợ, trường Trung học Phổ thông Bình Sơn đã vươn lên trở thành một ngôi trường lớn nhất của hệ Trung học Phổ thông ở huyện Bình Sơn và là ngôi trường có tầm vóc của tỉnh Quảng Ngãi. Ở ngôi trường này, có nhiều thế hệ người thầy tâm huyết với nghề nghiệp và dành tất cả tình yêu thương cho các thế hệ học trò. Tình thương yêu đó đã chắp cánh cho nhiều học sinh bay lên trên vòm trời cao rộng, trở thành những nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, những bác sĩ, kỹ sư hoặc hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở khắp mọi miền đất nước. Điều đáng nói là ở bất kỳ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, họ cùng nhớ về quê hương, nhớ về mái trường Phổ thông Trung học Bình Sơn thân yêu mà từ lâu đã tự nhận là trường mình. Ngôi trường thân yêu nằm bên dòng sông Trà Bồng từ lâu đã đi vào thơ ca, giai thoại. Trong sổ vàng truyền thống của trường Trung học Phổ thông Bình Sơn này có bút tích của thầy Nguyễn Tài Trái, hiệu trưởng đầu tiên của trường. Bút tích ghi rõ: nếu sau này có ai hỏi, toàn trường chúng ta đều đồng thanh trả lời: ngày thành lập trường cấp 3 Bình Sơn công lập là ngày 15 tháng 10 năm 1975. Bút tích cho thấy trường cấp 3 Bình Sơn, tức trường Trung học Phổ thông Bình Sơn, được thành lập từ năm 1975 để đào tạo các thế hệ học trò đáp ứng công cuộc dựng xây đất nước. Ngôi trường thời hậu chiến được tiếp quản từ cơ sở giáo dục của trường Trung học Phụng Sự, mà bây giờ là trường Trung học Cơ sở mang tên của nhà yêu nước Nguyễn Tử Tân. Ngôi trường trong buổi đầu tiếp quản chỉ có 12 phòng học với 12 lớp, đủ để chiêu sinh khoảng 770 học sinh của huyện Bình Sơn, huyện đảo Lý Sơn và một phần học sinh của huyện miền núi Trà Bồng. Thì có thể nói cái giai đoạn đầu này thì nó rất là khó, trường óc thì rất là chật chội, phương tiện giảng dạy đó thì hầu như là không có gì, và ngay cả sách giáo khoa đó thì mình cũng chuẩn bị không đầy đủ, bởi vì giải phóng một cái là tiếp tục, tức là học ngay chứ không có dừng lại. Thế thì trong cái đội ngũ đó, thì phải nói là đa phần đó thì chỉ có trừ có thị Trái, thì Hưng, cô Phán, cô Mai là cái ở cái tuổi là 50. Thế còn như chúng tôi là thầy An, thì Phó, thì Tăng rồi đó, thì cái tuổi tức là 30, ngoài 30 một tí thôi. Lúc bây giờ tôi là 32 tuổi. Nhưng mà trước cái khó khăn đó mình không sờn lòng, bởi vì là đã chuẩn bị trước một cái tinh thần là phải về để tiếp quản giáo dục của miền Nam và xây dựng cái nền giáo dục mới. Thì với cái tinh, với quý vị xác định như thế đó thì khó khăn nhưng mà chúng tôi rất là thoải mái. Mà hồi đó là cái phong trào mà tự học là chủ yếu, chứ còn thầy giáo là ít khi mà phụ đạo, không có phụ đạo tiền năm cái, chỉ có học sinh tự học. Mà thầy giáo á, giáo chủ nhiệm và một số thầy giáo bộ môn á, là phân công cho học sinh, những em học sinh giỏi đó, ví dụ như Nguyễn Phương, Cao Thị Thế, Lê Hồng Linh hay và một số em khác, và ở các lớp khác cũng phải như phẩm tốt rồi đó. Là buổi chiều á, là chiều thứ năm, chiều thứ bảy, khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ là các em phụ đạo cho các bạn trong lớp. Mà ngồi rất là say sưa. Tôi và một số thầy chủ nhiệm là ngồi dưới lớp á, để cho các em đến nó phụ đạo. Thế tinh thần nó như vậy. Và các em tự phân công nhau. Dù em giỏi thì phụ đạo cho em yếu. Em trung bình thì là cùng nhau thi đua để mà học cho nó khá lên. Đối với chúng tôi đi dạy hồi đó là mời học sinh đến học, chứ không có nói gì tiền năm.
mà thậm chí là thầy giáo là có ít cái đường á, có máy sẵn đường á, thì pha nước chanh nước đường cho các em uống, mà mau sau các em đậu cao đẳng, đậu đại học. Có những người đó là về nói giỡn, về nói thiệt là mấy cái đứa đó mà đậu được cao đẳng đại học là tôi cõng nó chạy khắp cả chỗ này. Đâu đừng có vậy, đừng có nói như thế tội nó lắm. Đó là ông nó tao tao kích nó đó mày ơi, xin lỗi là bọn mẹ nha, mà tao kích thì cuối cùng cái kích đó là làm cho các em nó phấn khởi nào, cuối cùng là đậu cao đẳng đậu đại học. Thời hậu chiến đầy rẫy khó khăn, được cắp sách đến trường với nhiều học sinh là cả sự cố gắng. Đó là những học trò ở Bình Vĩnh, Bình Yên, nay là huyện đảo Lý Sơn, vượt biển khơi vào đất liền học tập. Đó là những học trò của vùng Đông Bình Sơn như các xã Bình Hải, Bình Hòa, Bình Trị, Bình Phú, nơi từng vang danh với chiến thắng Vạn Tường, nhưng cũng là miền đất khó, có nhiều cánh đồng khô và bữa cơm thường chỉ có sắn khoai lót dạ. Đó là những học sinh ở huyện miền núi Trà Bồng của các xã Bình Mỹ, Bình An, đường đến trường phải qua đèo dốc khó khăn. Nhưng vượt lên tất cả là sự ham hiểu biết và niềm khát khao được bay cao, bay xa từ mái trường này. Ở trường, những năm đầu tiên ấy, có các thầy cô quê tận miền Bắc, ở cố đô Huế yêu thương, cùng những người thầy quê ở Quảng Ngãi đi tập kết hoặc theo mẹ cha ra miền Bắc rồi trở về Nam. Tất cả đều chung mục đích xây dựng trường Bình Sơn lớn mạnh, làm tốt sự nghiệp chồng người. Những thầy cô giáo của ngày đó, giờ tóc đã pha xương, không còn thường ngày lên bục giảng, nhưng tất cả đều vui vì một thời tuổi trẻ đã dồn sức cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trên quê hương này. Bình Sơn là vùng quê nghèo, có thừa những đồng khô cỏ cháy. Nhưng cũng từ miền quê ấy, có một dòng sông Trà Bồng, bốn mùa soi tóc, lững lờ trôi qua những làng quê, những xóm nhà, trở thành niềm cảm hứng dạt dào để thi sĩ Tế Hanh, thi sĩ của quê nhà, viết nên những vần thơ sâu lắng. Dòng sông đó là nguồn mạch của quê hương, gắn bó với tuổi trẻ một thời dấu yêu của nhiều thế hệ học trò bên mái trường trung học Bình Sơn. Từ trường cấp 3 Bình Sơn, nguyên là trường trung học Phụng Sự, năm 1983, trường trung học Bình Sơn rời về địa điểm mới. Đến điểm trường mới, thầy cô giáo và học trò tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Rồi những năm hậu chiến qua mau, trên đất Bình Sơn nghèo năm xưa trở mình vươn lên. Trường trung học phổ thông Bình Sơn, trong sự quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành, cũng từng bước lớn lên cùng quê hương, cùng đất nước. Cho đến bây giờ, trường trung học phổ thông Bình Sơn có 40 phòng học, 10 phòng thí nghiệm thực hành, đủ để cho thời điểm cao nhất là năm học 1997-1998 có gần 2.100 học sinh theo học. Điều đáng tự hào là trong vòng 15 năm trở lại đây, trường trung học phổ thông Bình Sơn luôn xếp vào top đầu các trường trung học phổ thông ở Quảng Ngãi có học sinh thi đậu vào đại học. Bên cạnh đó, hàng năm trường có khoảng 100 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều em đạt giải học sinh giỏi khu vực miền Trung Tây Nguyên hoặc cao hơn là học sinh giỏi cấp quốc gia. Theo thống kê của trường trung học Bình Sơn, đến năm học 2014-2015, trường đã có 25 học sinh giỏi cấp quốc gia. Qua nhiều kỳ thi tuyển, tỷ lệ học sinh đậu đại học nguyện vọng 1 của trường trung học phổ thông Bình Sơn đạt từ 42 đến 53,7%.
trở thành trường có tỷ lệ học sinh đậu đại học xếp vào top đầu của tỉnh, kể cả trường chuyên. Để đạt được những kết quả làm nức lòng người, những thầy cô giáo của trường đã chú trọng tự nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp giảng dạy. Bởi không thầy đố mày làm nên, thầy giỏi là cơ sở đầu tiên để có trò giỏi. Cho đến bây giờ, ở trường Trung học Phổ thông Bình Sơn, 100% giáo viên đã chuẩn hóa, 52 giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều giáo viên đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên được Bộ Giáo dục, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm 2015, trường đã vinh dự được nhà nước khen tặng huân chương lao động hạng 3. Đó là kết quả của sự phấn đấu liên tục trong những tháng năm dài của thầy và trò trong trường. Năm 2015, trường Trung học Phổ thông Bình Sơn được đón nhận huân chương lao động hạng 3 của nhà nước trao tặng. Đây là một cái niềm rất là vinh dự. Và cái kết quả này có được là do thầy trò của trường trong bản thân đã nỗ lực rất lớn, đặc biệt là trong công tác dạy và học. Để có thành tích được như thế, thì trường chúng tôi đã đưa ra nhiều cái giải pháp, và trong đó chủ tâm đến hai cái mảng: một là đối tượng học sinh yếu, hai là đối tượng học sinh giỏi. Thì trong có hai cái mảng này thì chúng tôi đã đầu tư với học sinh giỏi, thì chúng tôi đầu tư để các em là có cái kiến thức chuyên sâu để thi tuyển vào các trường đại học, cũng như là các cái thi cái kỳ thi các cấp. Còn đối với học sinh yếu ấy, thì chúng tôi đã khơi dậy cái lòng tự học, tự tin của các em, và đặc biệt là cái tình cảm của các thầy cô giáo, của bạn bè, của những bạn bè, mà đặc biệt là các lớp giỏi, phải có cái biện pháp hỗ trợ cho các em. Chúng tôi đã đưa những giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt huyết vào các lớp học sinh yếu, và có nhiều cái tổ bộ môn cũng đã làm được một cái việc rất là cao đẹp, đó là tuyển những em học sinh yếu kém của trường để dạy riêng cho các em. Như chuyện đời che già măng mọc, ở trường Trung học Phổ thông Bình Sơn có những học trò noi gương thầy, tự nguyện đến với nghề dạy học và lại dành tất cả cho thế hệ đàn em. Nghề giáo viên thì nhất là cái môn văn thì trước hết là cái tình yêu, cái niềm đam mê, và được quay trở về trường thì nó còn là một cái duyên nữa. Và cái tình yêu, ngoài cái tình yêu, cái niềm đam mê, cái duyên, thì tôi còn có sự tiếp nối của các thế hệ của các thầy cô đi trước. Tôi đã thưởng ở họ cái lòng nhiệt huyết, cái tri thức và cả cái tình yêu nghề mà họ đã trao gửi lại cho tôi. Và hôm nay mà khi trở thành một cái giáo viên dạy văn tại trường Bình Sơn, thì tôi không chỉ là cố gắng phấn hức đấu hết mình vì thế hệ học trò, mà tôi phấn đấu hết mình để xứng đáng là học trò của các thầy, thế hệ của thầy cô đi trước. Sau 40 năm xây dựng trưởng thành, trường Trung học Phổ thông Bình Sơn đã có hàng vạn học sinh từ nơi này chắp cánh bay cao. Với họ, thế giới rộng thênh thang, nhưng sâu thẳm trái tim mình, tất cả đều nhớ về quê hương yêu dấu. Ở đó không chỉ là dòng sông quê bốn mùa ấm áp, nước trong xanh, là đất mẹ bình yên, mà ở đó còn có một mái trường chắp cánh ước mơ. Thế hệ học sinh của chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đối với nhà trường, đối với đội ngũ thầy cô giáo thời bây giờ. Tôi nhớ lại là những cái kỷ niệm là buổi sáng thì học, trưa ở lại ăn khoai lang, chiều thì ở lại kéo cát kéo sạn về làm cái giải hai phòng học lầu, bây giờ là trung tâm y tế dự phòng của huyện. Tình cảm của thầy và trò thời đó có thể nói là bây giờ chúng tôi làm gì hay là sống ở phương trời nào, mỗi lần nhớ lại ngôi trường của mình và chúng tôi thấy là nó rất là mới mẻ, và những kỷ niệm ngày xưa nó ào ạt tràn về. Có thể nói tình thầy trò
ngày ấy bây giờ không thể nào quên. Mặc dù chúng tôi đã ở cái tuổi 54-55, nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của thầy Nguyễn Tài Trái, hiệu trưởng nhà trường, thầy Võ Trọng Khanh, phó hiệu trưởng nhà trường vừa là dạy địa chúng tôi. Đặc biệt là thầy Võ Khế An là người ảnh hưởng đến chúng tôi nhiều nhất, là dạy sử trong suốt 3 năm liền. Và cũng không thể, bây giờ cũng đi nhiều trường rồi, cũng kiếm được một người dạy môn lịch sử mà uyên bác và sâu sắc, kiếm một người ảnh hưởng đến cho chúng tôi sau này cũng rất là khó. Tôi rất vui, chất lượng giảng dạy một cách ổn định đã làm nên cái vị thế, cái thương hiệu của trường Trung học Phổ thông Bình Sơn. Tôi là cựu học sinh lớp 12A, khóa 82-85, tốt nghiệp trường Phổ thông Trung học Bình Sơn cách đây 30 năm. Thì hơn 30 năm xa cách mấy trường, nhưng lúc nào cũng vẫn nhớ về mấy trường thân yêu, nhớ về các thầy, các cô đã dạy dỗ tôi nên người. Đặc biệt là thầy Hồ Tấn Sĩ, là hiệu trưởng nhà trường, trước đây là dạy môn lý của lớp chúng tôi. Thầy rất là quan tâm đến, đặc biệt là cá nhân tôi, đã gửi hàng tuần là gửi bài tập riêng, thầy viết bằng tay, viết tay, và gửi cho tôi để làm xong giải, cứ xong một tuần nữa là gửi lại bài giải cho thầy để kiểm tra. Thì đó là những cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, có được ngày hôm nay thì cũng là nhờ công ơn của thầy và các cô trong nhà trường. 40 năm dịp kỷ niệm trường Trung học Phổ thông Bình Sơn là ngày hội lớn, là mốc son của trường trong quá trình phát triển. Trường Trung học Phổ thông Bình Sơn sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy trên quê hương. Ngày hội trường kỷ niệm 40 năm thành lập sẽ là cái cầu nối để các thế hệ học sinh, các thế hệ thầy cô giáo tiếp bước làm sáng ngời hơn nữa truyền thống của nhà trường, và cũng là dịp để chúng ta ghi nhận sự trưởng thành của các thế hệ sinh phía trước. Và cũng nhân đây, thế hệ sinh hôm nay, các thầy cô giáo đang làm công tác giảng dạy hôm nay vững bước xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của địa phương như mục tiêu mà nhà trường đã đề ra. 40 năm thời gian không dừng lại, lịch sử của một ngôi trường như một cỗ xe luôn tiến về phía trước. Các thế hệ nhà giáo của trường Trung học Phổ thông Bình Sơn có quyền tự hào rằng mình đã có những đóng góp xứng đáng để trường Trung học Phổ thông Bình Sơn vươn lên, trở thành ngôi trường có bề dày thành tích của Quảng Ngãi. Các thế hệ học trò có quyền tự hào mình là học trò của trường Trung học Phổ thông Bình Sơn thân yêu, ngôi trường được hình thành bên dòng sông Trà Bồng từ năm đầu hậu chiến, và từng bước vươn lên cùng quê hương, cùng đất nước mến yêu.